Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc bếp hồng ngoại đặt âm bàn sử dụng trong các nhà hàng hay là trong các quán ăn hoặc là trong các cái gia đình. Chiếc bếp hồng ngoại này thì khác so với cái dòng bếp từ đó là nó có thể đun được trên mọi loại nồi, từ nồi inox cho đến nồi bằng vật liệu kim loại hoặc là nồi sứ, nồi đất. Chiếc bếp này thì có cái đường kính mặt bếp là 34 cm, chiều cao của bếp thì là 9 cm. Bếp có công suất đun nấu khá là nhanh, đó chính là 2500W. Bếp này thì có chế độ điều khiển, đó chính là sử dụng bằng điều khiển rời. Đây chính là chiếc điều khiển rời. Bếp thì được cấu tạo khá là dày dặn và chắc chắn. Từ mặt bếp thì được làm bằng mặt kính chịu nhiệt và chịu lực. Bên dưới đáy bếp này thì được thiết kế khá là thông thoáng. Khi mà các bạn sử dụng thì bếp sẽ được làm mát tốt. Khi mà bếp làm mát tốt thì các linh kiện trong bếp sẽ hoạt động ổn định và nó xử lý tốt hơn. Đây, như các bạn thấy, đây chính là quạt làm mát này. Bên đây là các cái khe thiết kế, khe thông thoáng. Ở bên đây là đường dây điện nguồn và dây tín hiệu. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử chiếc bếp này cho các bạn có thể quan sát trực quan hơn. Mình sẽ tiến hành kết nối với lại nguồn điện. Ở trên chiếc điều khiển này thì nó có một nút nguồn và một nút để chuyển chức năng khi mà chúng ta sử dụng. Đầu tiên mình sẽ bật nút nguồn lên. Lúc này thì bếp đang hiển thị ở mức công suất là mức P8. Bếp làm hồng lên rất là nhanh. Kích thước vùng đun nấu hay là vùng làm hồng cũng rất là rộng, do đó thì nó phù hợp với lại các loại nồi. Đây thì trong quá trình đun nấu chúng ta có thể giảm công suất của bếp đi để có mức thấp hơn, từ P8 cho đến P1. Bên cạnh đây là một cái nút để chuyển chức năng ta sang chế độ hoạt động mặc định. Đây, tại chế độ hoạt động mặc định này chúng ta cũng có thể tăng giảm công suất thì chúng ta khi mà sử dụng. Còn một chức năng nữa, chiếc bếp này thì nó sẽ tích hợp cái tính năng hẹn giờ tắt, nên là khi mà chúng ta sử dụng bếp thì sẽ rất là tiện. Khi mà chúng ta hẹn giờ tắt thì chúng ta có thể là ấn giữ nút bàn tay này thì bếp sẽ chuyển sang chế độ hẹn giờ tắt. Ở đây thì khi mà chúng ta hẹn giờ tắt thì chúng ta có thể điều chỉnh xuống từ 30 phút cho đến về các cái mức thời gian thấp hơn thì chúng ta cài đặt. Trên đây là toàn bộ cái chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh cung cấp. Mọi chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0466 533 355 hoặc số di động 0985 322 325 hoặc truy cập vào website dũngdoanh.com để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.